Các bác ơi, em vừa về được một combo karaoke các bác này, và trong đó thì lẫn có duy nhất 4 bộ mic thôi. Nhưng mà thật sự rất là đắng, cũng rất là chát khi mà chúng ta buôn bán lại không phải lúc nào cũng may mắn như vậy được các bạn. 4 bộ micro về đến Việt Nam mất toi mất một đôi tay các bác ạ, mất toi một đôi tay, còn có duy nhất 3 bộ thôi. Và các bác nhìn đây này, tất cả những bộ micro BBS S130GS dòng này, nó là dòng đời cao mà các bác nhìn thấy cái dòng mà nó có quắc đỏ này, nó rất là hiếm có luôn các bác nhá. Không phải là lúc nào các bác cũng kiếm được những bộ micro S130GS mà nó có quắc đỏ như này đâu. Dòng này nó là dòng đời cao từ các bác nhá. S30-130 này, đấy, 800 channel là 800 kênh sóng sạch. Đấy, con này của nó là mới cứng cựa luôn bác ơi. Đấy, và con này của nó thu cùng với lại cái cấu hình karaoke, dòng loa MUF này, và một dòng đẩy chu vai. Thôi cái này anh em ta cứ gác sang một bên, giới thiệu luôn cho các bác về bộ micro này. Đấy, dòng này của nó là dòng BBS thế hệ đời cao quắc đỏ 6 số các bác nhá. Có hệ thống là thay đổi chương trình kênh sóng sạch này. Khi em set xong thì các bác nhớ là không ấn vào đây nhá. Ấn vào đây là nó sẽ thay đổi chương trình. Đấy. Và chỗ này của nó là volume to nhỏ ở hai bên. Mặt mũi của nó thì là dòng này các bác biết rồi. Nó là hàng cao cấp, hàng VIP rồi. Nhưng mà giá của nó thì nó thật các bác là như lợn chết. Đấy. Giá rất là rẻ. Rẻ hơn cả những bộ micro chợ. Rẻ hơn cả những bộ micro nhái. Và khi gửi đi cho các bác, nó sẽ có cả chống lăn chống sốc. Đương nhiên rồi các bác, tất cả dòng này của nó đều là sử dụng côn neo. Các bác ạ, côn neo. Hai cấp cam trắng. Tiếng của nó rất là bay, rất là nhẹ, sáng tiếng. Và nó giúp cho tất cả các bác là những người hát yếu, thiếu hơi. Đấy, thật sự khi mà chúng ta hát lên những bộ micro như thế này, phải dùng một cái từ là nó quá là ok. Sóng cái này thì nó có thể đảm bảo cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 150 mét các bác nhá. À, và tay chân trong quá trình sử dụng thì đương nhiên nó có thể xước sát, nó bạc màu. Anh em thợ cực kỳ tâm huyết và dọn dẹp lại để làm sao có được một cái tay micro nó đẹp, nó sang trọng như thế này đấy các bác nhá. À, con này ruột gan thì tất cả đều zin hết, duy nhất là có cái tay là anh em thợ bắt buộc phải tu tát lại cho nó đẹp. Đấy, mất thêm công nhưng em sẽ không cộng tiền vào đây cho các bác đâu. Đấy, dòng này là dòng đuôi chuột, đấy, có chế độ GS và có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Và em Hiền xin phép test tiếng trước để tất cả các bác chúng ta cùng nghe và giới thiệu cho các bác luôn về con này. Đấy, 67 quá là đáng chát đâu ạ. Đấy, 4 bộ mất toi đi một đôi tay, lỗ vốn nặng luôn. 6712. Bây giờ bán cao cho tất cả các bác thì các bác không mua đúng không? Bán rẻ thì lại lỗ vốn, thôi chấp nhận một con bài lỗ vốn luôn đi. 6712. Em ca thử một đoạn các bác nhá. Và cố tình đá sai lời một tí để tránh tình trạng bị bản quyền YouTube. Đây. 67. Trong tay thương tiền. Đời mấy ai yêu. 6712. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gánh. 6712. Đấy, tiếng quá phê luôn bác ạ. Đây tay micro của nó đây, thật sự là nó còn quá đẹp, có cả chống lăn xịn nhá, có cả chống sốc xịn luôn các bác ạ. Và với bộ micro này này, anh em ai lấy được này, em còn duy nhất dư ra một chiếc đầu, em bán cho các bác với giá 200.000 đồng luôn các bác ạ. Đây là đầu của nó đây các bác nhá, 4 chiếc đầu đấy, có 3 đôi tay thôi. Thật sự là quá buồn. Nhiều khi các bác bảo là buôn bán hàng bãi lãi lắm đấy, nhưng mà nhiều khi đen đuổi về, nói thật các bác, may ra thu hồi vốn là quá tốt rồi. Và dòng này của nó dòng đời cao, nó có nguồn 9V. Đấy, có rắc canon, có rắc 6 ly, anten của nó là anten rồi. Sự kiện ok, gia đình ok. Và với bộ micro này, bác nào biết thì các bác nào chốt, không biết xin mời tất cả các bác chúng ta gác lại để xem những cái video khác các bác nhá. Đấy, tiếng tăm của nó thì quá ok. Và hàng này em xin cam kết cho tất cả các bác này, nếu như mà không phải hàng xịn, em đền tiền 1 gấp 10 lần. Đấy, vẫn có chương trình hỗ trợ khách hàng, bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời cho anh em. Bao ship toàn quốc với mức giá chỉ có 1.750.000 đồng mà thôi. Và dư một chiếc đầu. Đấy, không làm gì đến, bán 2 lít. Anh em ai thật sự quan tâm đến thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại mà em để ngoài tiêu đề đó nhá. Đấy, lấy số điện thoại đi em ơi. Em có thể alo lại 1-2 câu để tất cả các bác chúng ta nghe xem là cái độ chất lượng của nó đến mức độ như thế nào các bác nhá. Cái biển kia các bác nghe lại cái chất âm của nó để các bác cảm nhận thấy này. Đấy, khi kết hợp qua một cấu hình âm thanh karaoke đã chỉ có 14.500.000 thôi các bác ạ. 14.500.000 bao gồm cả vang, cơ lai số, cả đẩy, cả loa màu UF các bác ạ. 67 đấy, echo thì bọt nghe cực ngọt luôn các bác ạ. Kết hợp với bộ micro BBS này thì hết thuốc luôn. Các bác ai thật sự quan tâm đến cấu hình âm thanh này thì các bác có thể inbox để em gửi cái Zalo.
cái video chi tiết hơn để tất cả các bác chúng ta cùng xem nhé. 67 1 2 3 4 5 6 7. Điểm quá hay. Đấy, và với một cái cấu hình của loa màu UF thì thật sự là cái bộ micro này nó cũng tôn lên rất là nhiều. Và em nói luôn là cái bộ micro này nó được lắp ở trong cái phòng hát này các bác nhá. Đấy, nó kết hợp với lại con đẩy con loa này. Còn con vang là em lắp ngoài Panasonic, vang cơ lai số rất dễ chỉnh, rất dễ dùng, tất cả tính năng hiện đại đều có. Và hiện nay thì em Hiền cũng đang củng cố thêm một số điện thoại nữa. Đó là hai số điện thoại của nhân viên: 0936118558, 0931218558. Các bác vui lòng gọi qua hai số điện thoại này, đều có Zalo, nhân viên bên em sẽ trả lời các bác. Xin chân thành cảm ơn. Các bác nhớ cho em Hiền xin một like nhá, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo các bác ơi. Xin chào.